Rồi. Buổi sáng hôm nay bắt đầu là hành trình lội rừng, tiếp tục di chuyển theo con đường mòn quen thuộc, con đường xưa. Đây là những con đường rừng này nha. Đây thì qua điện Quỳnh Long. À, sau một đêm ngủ ngon trong một gác dài, sáng hôm nay bắt đầu lên một cái dốc. Chưa đâu, con đường còn cực khổ hơn nữa. Trong chương trình đi non giải nghiệp, phải lội quá trình những cái dốc nè. Chàng ơi, ở đây vòng vòng đây ta trồng đó. Ở đây mà trồng. Hái hết của ta sao rồi? Gặp nó hái liên tục chàng. Đây này ăn cũng ngon nè. Gạo sam. Ăn được không? Được. Nhớ ăn bánh xèo. Ừ, nó là gạo sam. Lên con dốc cảm giác thế nào? Ủa, lên sao không đây rồi? Nghe mệt. Nghe mệt giếng cái hòn giả sơn đó, đó có cái có, đó có cái cốc được làm bằng xi măng đó. Đi vô đó con. Nãy giờ chưa có đi vô. Thấy rồi. Ở đây có cái thách này lắm. Cô ba. Ừ, đúng rồi. Ở dưới đó con có cái thách bằng đá dưới kia nữa. Đây nè, có cái thách dưới đây nè. Cái đồng đá dưới đây nè. Ở núi Cấm thì đồng đá khác nha, cái thân núi kia. Cái đồng đá này cũng lâu rồi đó, lúc nào cũng có người ở trong đó đó. Đang làm thêm một cái thắt thành cái núi nè, cái thiết kế mới nè. Chứ hôm nay đi ngang chạy có hai cô, tức là hai cô lớn tuổi rồi. Ở nơi đây cô đang thiết kế một cái thất này, chắc bà làm về cái ấy quá, tự đắp luôn, tự dây xi măng đắp luôn á. Cách này là phải nói là nhẹ công luôn. Ổn chưa? Bệnh sắt đắp luôn này, giống như đổ đan thôi chứ. Thôi đó, tôi hay mặc làm lưỡng nè. Đây là cái thắt mới nè. Mình cái việc mình nghỉ thoáng thoáng đi. Mình còn đang lên một cái dốc nữa, cho nên cần thoáng chút xíu hay đi nữa. Còn dốc kia nó đơn giản thôi. Hành trình qua Quỳnh Long, qua một khu rừng, tới cái thắt của mấy cô lớn tuổi. Ở đây cô đang ngồi đây. Tính là cô sống trên đây, hai cô lớn cỡ này mà sống đây rất là lâu là chứng tỏ là cô cũng giỏi á. Tại vì
người già mà sống một mình trên đây là phải nói là tuyệt vời. Cô chồng tạo cảnh cũng đẹp nè, chuỗi ngọc. Như chuỗi ngọc. Không cần thực phẩm lương thực gì nhiều, chỉ cần có vườn chuỗi ngọc là thoải mái rồi. Cái tiền gửi cho cô ủng hộ cho cô tu hành đâu. Mình không tu được như cô, ủng hộ cho cô tu. Ở đây cái cốc này của thằng Lợi bên Hòa Hảo nè. Nói chung khu này là trại người tu không à. Đó, đó cái này đó. Vô khu này hồi lần là đất của Lâm phong không như mấy mình ở đâu có gì không? Bây giờ là mảnh ở nhóc dần. Đó, cô đó đó. Cái bà già già giờ lội lên dốc nè. Dốc này là mấy căn nè. Dạ, cô ơi sáng đi đâu? Dạ, ở đây nè. Hả, cô đi đâu về? Dạ, ở đây, qua đây làm cỏ. Dạ, cô làm cỏ hen. Dạ. Cô đi làm cỏ hay rau? Cô ở núi nhờ lội cho nên sức khỏe đầy đủ. Mình ở dưới ít có lội cho nên lên đây là không nổi. Đội mấy dốc này thở lên thấy xuống mà cô nãy có đi bang bang không? Cô đi kia rất là mạnh luôn. Chứng tỏ rằng là mỗi buổi sáng cô hay đi thể dục. Và thể dục lên cái dốc này đấy hen. Nó là giỏi. Thế đầu mình đi phía trước không? Đi lúc này còn lơ nhơ hết trơn này. Bản thân mình đi còn lơ nhơ đi. Nó không nổi luôn á. Cho nên mình nói là ở núi không cần biết là đẹp cực kỳ luôn. Sương mờ, sương mờ. Bữa nay là qua điện Quỳnh Long là đẹp rồi. Quỳnh Long nếu như mà đi đúng thời điểm á, là cảnh sương mù đẹp như là Đà Lạt á, đẹp hơn Đà Lạt á. Y như cái phim Tây Du Ký mà cảnh trên mây á. Nhất là khu này nè, nó có những cây to bành cây phải không? Có những áng mây đẹp cực kỳ không? Đó. Đầu lên trên mình sẽ thấy nha. Gắn bừng lên cây. Sáng quất cái dốc này cái con đuối trong người rồi. Ở đây. Cây mây luôn rồi. Cái sương ở bên điện Quỳnh Long thông thường á, nếu vào cái mùa thời tiết gọi là thời tiết vào tháng 8 tháng 9 á, thì buổi sáng có những lúc sương mù phải nó rất là dày, gọi là ở dưới mình nhìn lên gọi là mây á, mà nó mẹ đáp núi, ở trên núi gọi là sương mù, cái lượng mây dày dặn, và sau đó nó có những cái luồng gió thổi cuốn mây bay nhìn đẹp lắm, bay phất phơ á. Lần gần tới trên này cố gắng lên. Đây là mình sẽ thấy được cái cảnh trên mây. Chung lên được cái dốc này là chứng tỏ là sáng nay mọi người mạnh lắm á. À, đang dọn đường. Thông báo là buổi sáng hôm nay mọi người rất khỏe. Khỏe lắm mới lên cái dốc này không mệt. Mình nhìn xuống cái dốc rất là xa không? Đi một tăng một tờ. Đi không nghỉ luôn. À, bữa nay giờ là giỏi lắm rồi đó, thành công đó.
Ôi. Thành công rồi. Rồi. Ở đây đẹp nhất là cái mùa này nè. Cây cây bự ngang, cây bành, cây mà xương phủ hết trơn, nhìn giống như là mình đi trong cái không gian quyền ảo vậy đó. Cực kỳ đẹp phải không? Thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Hồi làm mà khu này chọn trống ra đây nhìn mấy cái này là đẹp lắm luôn. Thấy chưa? Y như đang trong sương mờ. Cây đó tức là cây môn nước. Môn nước mà đâu có sao đâu. Đó. Của mình là môn ngọt á. Nhìn thấy cực kỳ đẹp không? Nè mình nhìn đây nè. Lấy các cái này.